Rồi xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các thầy cô là đang nhập thi nha. Nhưng bây giờ là thi thử. Thi thử thì nó cũng gần giống như thi thiệt thôi. Đầu tiên là các thầy cô phải nắm được cái số báo danh. Sử dụng bệnh báo danh mình nằm đây nè. Đó, số báo danh nằm đây. Rồi, đó, quan trọng nhất là số báo danh ha. Còn đây là cái cô thứ tự các môn thi là 5 môn rồi. Giờ thi thời gian thi đã có đủ hết trơn ha. Vậy đủ rồi ha. Rồi, không nói nữa ha. Rồi. Bây giờ cái giao diện thi thử như thế này đây. Rồi mình sẽ mình sửa đổi camera lại, camera sao các bạn cũng đeo coi được ha. Rồi đợi một xíu. Rồi xin chào thầy cô nha. Có thể cô để ý nha, cái chỗ một số báo danh này ha, là mình nhập số báo danh này vô. Rồi mật khẩu môn thi là sẽ do ban giám khảo người cấp, mình cũng không cần quan tâm ha. Tới thi chắc chắn là có người gác, người ta sẽ có câu cấp mật khẩu mình vô. Khi nhập vô thì số báo danh mình đánh đăng nhập thi thôi. Đó, nó có giao diện này đây. Rồi, nhập số báo danh này có thể coi nha. Xe vô là cái là C F258 đúng không? Cái giao diện thì nó sẽ thi thử sẽ gần giống như thi thiệt luôn các bạn. Đây bây giờ thi thử ở đây như thi thử thôi, nhưng mà thi thiệt nó sẽ là thi thiệt á. Rồi nó có ngày thi, rồi có môn thi, môn thi thời gian làm bài, làm bài vì là thi thử chỉ có 12 câu thôi, 12 câu thôi nhưng mà 40 phút, bởi vậy khi mà chúng ta thi 40 câu thì cũng sẽ là rồi 40 câu lên sẽ thành 60 phút rồi. Đây thời gian bắt đầu làm bài, nó sẽ đây làm bài này thời gian chạy lui ha, thời gian còn lại khi nào chạy hết xong sẽ hết nha. Thời gian rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài không, chúng ta làm bài đi, làm bài đi. Chúng ta đang nhập rồi, chúng ta chọn một lệ liền. Nó nhanh hơn là chúng ta phải đọc từng câu cho chọn rồi. Được không? Rồi, chị nhớ nha.